Sáng ngày 3 tháng 3 tại quán cà phê Nam Phong, đồng chí Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Anh Tú chủ trì chương trình cà phê doanh nhân tháng 3. Như thường lệ, đồng chí chủ tịch đã mời đại diện các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố đến trò chuyện uống cà phê. Cùng dự có lãnh đạo một số phòng ban của thành phố. Tại đây, đồng chí chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đã thông báo những thông tin mới nhất về chủ trương chính sách của tỉnh, của thành phố đối với công tác thu hút đầu tư và kế hoạch triển khai thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố. Đồng thời lắng nghe những chia sẻ của các doanh nhân về tình hình sản xuất kinh doanh, tiến độ thực hiện các dự án, công trình trên địa bàn. Sau khi nghe đại diện các doanh nghiệp chia sẻ những khó khăn vướng mắc trong sản xuất kinh doanh, đồng chí chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các phòng ban ngành theo chức năng nhiệm vụ cần phối hợp chặt chẽ và có giải pháp xử lý kịp thời, tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp yên tâm đầu tư sản xuất kinh doanh. Chỉ đạo với các đề xuất cụ thể của doanh nghiệp, đồng chí giao Phòng Tài nguyên Môi trường xem xét hoàn thiện thủ tục hồ sơ xin thuê đất của công ty trách nhiệm hữu hạn Thương binh 27 tháng 7, dự án khu giết mổ tập trung tại bãi to phường Vàng Danh. Đồng chí yêu cầu công ty Đức Hà, chủ đầu tư dự án, nghiên cứu đưa hệ thống dây chuyền giết mổ hiện đại tiêu chuẩn châu Âu vào lắp đặt để đầu tháng 4 cơ sở đi vào hoạt động. Đồng chí chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố cũng giao Phòng Quản lý đô thị chủ trì xử lý nghiêm tình trạng xe dù trên tuyến đường Vàng Danh Uông Bí. Hiện tình trạng cạnh tranh không lành mạnh này đang gây ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp Phúc Duyên. Đồng chí đồng thời giao Phòng Kinh tế, Phòng Văn hóa, Trung tâm Truyền thông Văn hóa thành lập tổ liên ngành để rà soát các nhà hàng, khách sạn, việc đăng ký thông tin lên trang thông tin thành phố theo quy định.